tục sông đất này nó truyền lại từ hàng ngàn đời nay. Thì đầu năm ấy, trong gia chủ người ta sẽ nhờ một người gia đình đầm ấm, trên thuận dưới hòa, đủ đức độ để người ta lấy cái nguồn năng lượng tốt, năng lượng tích cực để lấy một cái sinh khí mới, cầu nguyện, cầu mong một năm mới an khang, cát tường. Cái sông đất đầu năm là phải sáng mùng 1 Tết. Vấn đề sông đất này này là sự mưu cầu. Ta lại tự sông đất của ta thì nó không có ý nghĩa. Muốn tìm một người sông đất mà phù hợp, thứ đầu tiên cái đã là tâm đầu ý hợp. Chúng ta cảm nhận thấy cái người này hợp ý với mình. Gia đình thuận hòa, tối kỵ này, trong 3 năm không có đại ta. Thì trong phong thủy từng năm thì nó cũng có ra thì những cái can chi ngũ hành để thuận hợp với mệnh chủ của từng người một. Thí dụ như là tam hợp hoặc lục hợp. Người sông tuổi thì không phân biệt nam nữ, nam cũng được, nữ cũng được. Chúng ta đến thì cũng có những cái lời chúc tốt đẹp đến với gia đình người chủ. Quần áo thì những cái mặc màu tươi màu. Quý vị cũng không cần nặng nề về cái vấn đề này.